Truyện Quan Âm Chi Ngoại, giọng đọc Ngọc Hiếu, đang được phát trên kênh YouTube Trại Cá Mau Fish Center vào lúc 18, 19, 20, 21 giờ mỗi ngày. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe. Tập 202, chương 1697, Phong Hải Quận Câu Cá. Ngữ điệu của giọng lẩm bẩm này lúc thì vang dội, lúc lại ngâm nga, thì thoảng gấp gáp, có khi lại chậm chạp. Sau khi tổ hợp cùng một chỗ liền khiến cho những lời đó tràn đầy cảm giác quỷ dị và cực kỳ khó hiểu. Và thực tế bản thân của những lời đó cũng đúng lẫn chứa sự quỷ dị. Một khắc truyền ra, bầu trời biến sắc, đại địa nổ vang, cỏ cây sinh trưởng ngoài cấm khu đều vỡ vụn, phạm vi ảnh hưởng đến càng là vô cùng khổng lồ. Mặc dù bởi vì tồn tại cấm khu khiến cho phiến khu vực này thừa thớt người ở, nhưng cũng không thiếu trùng thú. Những con trùng thú sinh sống ở bên ngoài cấm khu này bị cấm khu cải biến, bị ảnh hưởng theo trình độ dị chất càng khác biệt, sinh mệnh biến dị càng thêm ương ngạnh. Nhưng hôm nay ở dưới tiếng lẩm bẩm đầy bao trùm, từng con bắt đầu phát cuồng. Thảm mắt nhìn đi, vô số trùng thú đủ các loại nhao nhao trồi trên mặt đất khắp bát phương, vần quanh bốn phía Hư Thanh, trong miệng truyền ra tiếng rít rập rạp vô số, nhìn thấy mà giật mình. Thực ra Hư Thanh như thường, ánh mắt đảo qua trên những con trùng thú khắp bốn phía, hắn có thể cảm nhận được dấu vết bị khống chế từ trên người của chúng đó. Đó là một trong những năng lực của ảnh tử, chỉ là chẳng qua hiện giờ phạm vi càng lớn, số lượng có thể khống chế cũng càng tăng thêm nhiều hơn. Quan trọng nhất là không còn giới hạn với việc phải dung nhập vào bóng nữa, dựa vào tiếng lẩm bẩm liền có thể điều khiển thôn phệ cấm khu, dùng âm thanh điều khiển. Hư Thanh nheo mắt lại, nhìn qua đòn bóng đen không ngừng nhúc nhích trên vùng đất màu xám phía trước. Giờ phút này theo thời gian trôi qua, tốc độ nhúc nhích của bóng đen cũng đã chậm chạp hơn không ít, hình như đang dần ổn định lại. Hình thái của nó cũng chậm chậm ngưng kết, tựa như là một cái đầu lâu. Mà ở vị trí mi tâm của cái đầu lâu này, mặc dù chỗ đó đen nhánh, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy trên đó tồn tại một cái đồ đằng. Hình dạng của cái đồ đằng đó là giống như đúc cùng với cấm khu mới bị ảnh tử thôn phệ. Không phải đồ đằng, đây là... Nội tâm Hư Thanh khẽ động, ngưng thần cẩn thận quan sát mi tâm của ảnh tử, rất nhanh liền xác định suy đoán lúc trước. Vật cấm mi tâm của nó hoàn toàn chính xác không phải là đồ đằng, đó là cấm khu. Cấm khu bị ảnh tử thôn phệ lại xuất hiện ở bên trong mi tâm của ảnh tử, hình thành một thể cùng đó. Phát hiện này làm cho Hư Thanh càng cảm thấy kỳ dị. Mà còn một việc càng khiến cho con người của hắn co rút lại, đó là bên trong cấm khu đã rút nhỏ vô số lần đó, ở trung tâm của nó mọc ra một cây đại thụ không giống bình thường. Đó là loại hình thái thứ nhất mà ảnh tử đã từng thể hiện ra, một cái bóng hình dạng gốc cây khổng lồ. Trên cây treo lơ lửng một chiếc quan tài ấy chính là hình thái thứ hai của ảnh tử. Giờ phút này chiếc quan tài đang lắc lư, giống như một chiếc đồng hồ quả lắc thật lớn. Trong đó còn có âm thanh móng tay cào lên tấm ván gỗ phát ra tiếng chói tai, cùng với tiếng lẩm bẩm vang vọng bát phương ở nơi đây. Ta ám minh, không linh tích lũy, thần đến hồn thiếu, thần sinh, tinh quang trị diệt, chúng sinh nghe lệnh. Ngay khi một khắc chủ cuối truyền ra, một cổ lực lượng tinh hồn dồi dào giống như biển chợt bộc phát ra từ bên trong cổ quan tài đó. Mục tiêu chính là Hư Thanh. Thần sắc Hư Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn đoàn ảnh tử, hai mắt đen nhánh độc cấm bốc lên. Dưới ánh mắt của Hư Thanh, luồng lực lượng linh hồn khổng lồ này dừng lại một trượng trước mắt hắn, bốn phía bóp méo xuất hiện vùng vẫy, giống như nổi lên đắc ý nhưng lại bản năng không dám tiếp tục. Cho đến khi Hư Thanh hừ lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn kinh khủng đó lập tức chấn động, âm ầm tản lên trên bầu trời, ảnh hưởng tới màn trời, hội tụ tới tầng mây, hiện ra ba chữ to: chào chủ nhân. Sau đó cảm xúc nịnh nọt truyền ra từ trong bóng đen: chủ, ta nghe lời. Hư Thanh nhìn qua ảnh tử, hắn coi như đã nhìn ra. Lúc ảnh tử lẩm bẩm thì bình thường, nhưng nếu như muốn mở miệng liền sẽ trở về giống như cũ. Hình như cảnh giới tăng lên không có liên quan gì tới năng lực nói chuyện của nó. Nhưng mà trước mắt Hư Thanh cũng lười cảnh cáo nó, hắn càng quan tâm tới là thần hỏa mà ảnh tử biểu đạt lúc trước hơn. Thần hỏa đâu? Hư Thanh bình tĩnh mở miệng. Ảnh tử nghe vậy, bên trên nước ra một cái miệng lớn, chợt rống một cái ra phía ngoài: tí. Chữ này vừa truyền ra, những con trùng thú rập rạp vô số khắp bốn phía quanh Hư Thanh lập tức bị ảnh tử khống chế, đồng loạt rung lên. Ngay sau đó, từng con hung ác thôn phệ cắn xé lẫn nhau, riêng phần mình phát ra tiếng kêu rên thê lương thảm thiết. Càng có một số con là tự thôn phệ bản thân mình, sau đó tự phát ra âm thanh thê thảm. Nhưng mà hành vi của bọn đó lại không có nửa điểm dừng lại nào, càng thê lương lại càng cắn xé hung ác. Chỉ mất thời gian hơn 10 hơi thở, toàn bộ trùng thú bốn phía quanh Hư Thanh đều tử vong, giống như tự mình tế hiến. Một màn này để cho thực sắc của Hư Thanh ngưng tụ. Cùng lúc đó, từ trên thi thể của những con trùng thú ở nơi này bỗng hình thành từng mảnh quang điểm màu nâu, tiếp theo tung bay thẳng đến chỗ ảnh tử. Những điểm sáng này cho Hư Thanh cảm giác có chút tương tự cùng lực lượng chúng sinh của Thế Nguyệt Đại Vực, nhưng hình như bản chất cũng có chỗ không giống. Bởi vì dùng mắt thường không cách nào nhìn thấy, dù là dùng tu vi cảm ứng cũng rất khó có thể phát hiện. Chỉ có khi hai mắt Hư Thanh ẩn chứa độc cấm mới có thể thấy rõ những thứ này. Chúng đó rất nhanh liền ngưng tụ cùng một chỗ, tạo thành một quang đoàn màu nâu. Đạo quang đoàn này chỉ to bằng móng tay, bản thân sáng tối lập lòe, khi thì bành trướng ra phía ngoài, lúc lại cấp tốc co rút lại, hình như cực kỳ không ổn định.
Càng kinh người hơn là sự xuất hiện của nó ảnh hưởng tới mặt trời, mây mù nhanh chóng biến thành màu đen, tiếng sấm lập tức truyền đến, bên trong càng xuất hiện từng đạo tia chớp chạy qua, giống như bị thu hút lan tràn ra phía ngoài. Chương 1698, Phong Hải Quận câu cá. Mà cảm xúc Ảnh Tử cũng càng theo định đoạt cường liệt, thổi một ngụm khí về quang đoàn màu nâu kia, quang đoàn này lập tức bay thẳng đến phía Hư Thanh, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Theo quang đoàn phiêu động, sấm sét trên bầu trời cũng đồng loạt chuyển động, khóa chặt nó lại. Hư Thanh nhíu mày, hắn không nhìn ra đây là cái gì, nhưng theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Vào thời khắc này, máu thịt toàn thân của hắn giống như có được ý thức độc lập, tất cả đều đang gào thét lên với hắn, báo cho hắn biết vật này cùng khung cực hiểm. Hư Thanh nhìn Ảnh Tử, Ảnh Tử hiện hóa ra cái đuôi lắc lư, càng là hiện ra một cái đầu lưỡi màu đen lắc lư ở đó, tựa như một con chó con vậy, còn không ngừng gật đầu về phía Hư Thanh. Chủ tế, chủ tốt, thần hỏa. Hư Thanh trầm ngâm, hắn không hề tín nhiệm Ảnh Tử, mà trực giác nguy hiểm cũng để cho hắn biết rất cảnh giác đối với quang đoàn màu đông kia. Vì vậy liền lui ra phía sau vài bước, vừa muốn giơ tay lên, Hư Thanh cảm thấy vẫn là chưa đủ an toàn, vì vậy liên tiếp rời khỏi mấy trăm trượng. Lúc này mới giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vung lên về phía quang đoàn màu đông. Vung xuống một cái, quang đoàn màu nâu thuận thế trôi nổi tới nơi xa, cho đến khi trôi ra rất xa, sấm sét trên bầu trời cũng đã hội tụ đến trình độ nhất định, tự như là giếng phun vậy, bỗng nhiên bộc phát, ngay lập tức có vô số tia chớp từ trên trời giáng xuống, giống như là cơn giông, cùng nộ đánh tới cái quang đoàn kia, trong chớp mắt liền đánh lên phía trên. Nháy mắt khi sấm sét hạ xuống, quang đoàn vốn đã không ổn kia lập tức nổ tung, một mảnh lôi hỏa kinh khủng gặp trời bộc phát ở bên trong, càng ứng hàm cả một tia thần tính, tạo thành phong bạo kinh thiên động địa, ầm ầm quét ngang về bát phương. Những nơi đi qua hết thảy tận diệt, lực lượng ẩn chứa trong đó kinh khủng tột cùng, dù là tu vi của Hư Thanh cũng phải cảm thấy tâm thần chấn động, nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn hơi chậm. Dù hắn đã cực kỳ cẩn thận rời khỏi rất xa, nhưng khi thế bộc phát của quang đoàn màu nâu này quả thực quá mức hung hãn. Trong chốc lát, Hư Thanh cũng bị ảnh hưởng đến, phong bạo do quang đoàn màu nâu tan vỡ hình thành đập vào mặt hắn, toàn thân Hư Thanh lập lề, bỗng nhiên xuất hiện hình thái thần linh thứ nhất, rút lui cách xa mấy trăm trượng, lúc này mới có thể triệt tiêu được phong bạo. Mà phía trước hắn, theo quang đoàn màu nâu biến mất, phong bạo tiêu tán, đại địa phạm vi vạn trượng xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy. Nhìn qua một màn này, Hư Thanh vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Về phần Ảnh Tử chỗ đó, không biết dùng phương pháp ẩn nấp như thế nào mà tránh né được tổn thương, giờ phút này lại lơ lửng hiện ra trên mặt đất, lông tóc không tổn hao gì, truyền đi cảm xúc chấn động đền đọt, mang theo đắc ý về phía Hư Thanh. Mãnh liệt, ta, trâu. Sắc mặt Hư Thanh khó coi. Đây là thần hỏa. Ảnh Tử nhanh chóng gật đầu, nhưng thấy ánh mắt bất thiện của Hư Thanh, nó lại nhanh chóng lắc đầu muốn biểu đạt, nhưng lại không biết miêu tả như thế nào, dần dần sốt ruột, cuối cùng chỉ có thể oanh 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 oanh. Đừng nổ nữa. Giọng nói là như băng của Hư Thanh truyền tới, Ảnh Tử đã có chút ngơ ngác. Nó không biết tại sao mình lại trêu chọc phải Hư Thanh, vì vậy liền ủy khuất. Cảm nhận được sự ủy khuất của Ảnh Tử, Hư Thanh thở dài, đáy lòng càng nhớ tới là tổ Kim Cương Tông Hưng. Mà giờ phút này rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ tại sao lúc Ảnh Tử miêu tả thần hỏa lại phát ra âm thanh oanh oanh. Cái quang đoàn màu đâu vừa rồi nổ tung không phải là oanh oanh sao? Hư Thanh nhìn Ảnh Tử một chút, bỏ đi ý nghĩ tiếp tục hỏi rõ. Thực thể nhoáng một cái bay thẳng đến địa phương quang đoàn màu đâu nổ tung phía trước, dò xét bên trong. Một cái chớp mắt trước khi nổ tung, quang đoàn kia tràn ra thần tính. Hư Thanh lơ lửng ở trên hố sâu, chạm đến vùng đất bốn phía một cái, trong mắt lộ ra suy tư, lại ngẩng đầu nhìn tới lưu vân đang tiêu tán trên bầu trời, dần dần có một suy đoán hình thành trong lòng hắn. Vật này càng giống như là một loại nhiên liệu cấm kỵ hơn, bản thân không ổn định, có thể dẫn lôi, và lại dù là sấm sét không vỗ xuống, gió lớn thổi tới đại khái cũng sẽ nổ tung. Một khối chỉ bằng cái móng tay đã tản mát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Như vậy liệu có khi nào cái này là nhiên liệu đốt lên thần hỏa? Một khắc khi ý nghĩ này sinh ra trong đầu Hư Thanh, trong mắt của hắn lập tức lộ ra tinh mang, nghĩ tới phương thức Ảnh Tử thu hoạch loại nhiên liệu này. Tế hiến. Với hiểu biết của ta, thần linh đều có nhu cầu đối với tế hiến, chẳng lẽ nói đây là nguyên nhân thần linh ít thích được tế hiến? Hư Thanh không biết suy đoán của mình có phải chính xác hay không, nhưng đối với lần tăng lên này của Ảnh Tử lại có thể chủ động tế hiến, trong lòng cũng sinh ra gợn sóng không nhỏ. Đầu tiên là khống chế, tiếp đó cưỡng ép đi tế hiến. Hư Thanh nhìn Ảnh Tử, Ảnh Tử tràn ra cảm xúc đắc ý. Ta hữu dụng. Hư Thanh khó có thể phản bác, lần này Ảnh Tử đề thăng biến hóa quá lớn, mặc kệ là nuốt cấm khu hay là dùng giọng nói khống chế, cho đến cuối cùng khả năng dụng tế hiến, tất cả những thứ này đều tuyệt đối không tầm thường, đó là năng lực của thần linh. Như vậy rốt cuộc là cái gì? Hư Thanh nhào mắt lại, đè cái suy nghĩ này xuống, nhàn nhạt mở miệng. Cút trở về. Ảnh Tử nghe vậy lập tức vui vẻ, nhanh chóng lan tràn trở lại dưới chân Hư Thanh, lại hóa thành cái bóng của hắn. Hư Thanh thu hồi ánh mắt, không lên tiếng nữa, thực thể nhoáng một cái bay lên trên không, trở về Phong Hải Quận. Giờ phút này ánh mặt trời rất gắt, Hư Thanh phi hành ở trên trời, Ảnh Tử dưới mặt đất tiến về phía trước càng lúc càng lớn, không có tỷ lệ tương thuận cùng với thân hình của Hư Thanh, cuối cùng hóa thành tới mấy ngàn trượng.
Cấm khu trong mi tâm mơ hồ, hai bên là hai mắt mở ra hai hàng huyết sắc, khóe miệng càng như toét rộng, truyền ra tiếng cười không có âm thanh, như là ma thần. Chương 1699, Phong Hải Quận câu cá. Nếu như có người trông thấy, nhất định cảm thấy kinh tâm đối với một màn đó không thôi, bởi vì Hứa Thanh chính là người dưỡng con ma thần này. Thời gian trôi qua, có một số việc nên tới, đúng là vẫn sẽ tới. Phong Hải Quận chuẩn bị một loạt cho chiến tranh, nguyên nhân căn bản chính là Thức Hoàng Tử cùng với Thiên Lang Vương. Bọn họ như là lưỡi dao sắc bén treo ở trên đỉnh đầu của tu sĩ Phong Hải Quận. Hứa Thanh từng nghĩ tới nói ra hết thảy để trấn an nhân tâm, nhưng Thức Gia cùng với Du Hầu cũng uyển chuyển ngăn cản. Bọn họ đang hạ một bàn cờ lớn. Mặc dù bọn họ không nói rõ về bàn cờ này, nhưng Hứa Thanh đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm đã nhìn ra phần cuối. Thức Gia cùng với Du Hầu đang câu cá. Hôm nay đầu cá thứ nhất mắc câu rồi. Từ tuyên tuyến Hắc Thiên Tộc truyền đến tin tức, năm đội tu sĩ của Phong Hải Quận đi đến chiến trường. Sau khi trải qua mấy lần nhiệm vụ chiến tranh cựu tử nhất sinh, cũng không phải là tử vong toàn bộ, còn có hơn 1 vạn người vẫn còn sống. 500 vạn tu sĩ Phong Hải Quận, chỉ còn có hơn 1 vạn người này còn sống. Bọn họ đã trải qua nhiều lần sinh tử, đã trải qua đau khổ cùng hành hạ, cuối cùng lại trở thành con rơi. Khổng Thường Long cùng với một chút chấp kim giả cũng ở trong đó, mà bọn họ khó khăn trốn thoát, cũng không có lựa chọn trở về đại quân của Thiên Lang Vương mà rời khỏi chiến trường. Bọn họ muốn quay về Phong Hải Quận. Việc này lộ ra kỳ dị, không phù hợp với suy luận, bản thân cũng có chỗ không giải thích thông được. Giống như có một độc thủ ở sau lưng khống chế, thúc đẩy bước chân của những người còn sống sót này, chỉ định con đường cho bọn họ. Nhưng mặc kệ như thế nào, trong tin tức truyền tới Phong Hải Quận đã bao hàm cả một khối ngọc giản lưu ảnh, bên trong rõ ràng ghi lại thân ảnh mỏi mệt khó khăn của bọn họ. Mở trên đường trở về, bọn họ cũng gặp phải thân vệ của Thiên Lang Vương truy kích, tội danh không cách nào giải thích, lâm trận đào thoát. Bây giờ bọn họ bị nhốt ở một chỗ tuyệt địa, chỉ có thể chờ chết. Phong Hải Quận sẽ phải đưa ra lựa chọn, phải xử lý như thế nào đối với những người sống sót này, cứu hay là không cứu, lại tuyên cáo như thế nào. Nếu như cứu, như vậy chẳng khác nào là xác thực thái độ. Nếu như không cứu, trơ mắt nhìn bọn họ bị chế tài, nhân tâm của Phong Hải Quận cũng sẽ tản. Cho nên Trịnh Khải Dịch, Diêu Thiên Yến, hai người các ngươi sẽ lựa chọn như thế nào đây? Bên trong đô thành của Thất Hoàng Tử, tổng binh lúc đầu của Liên Minh Bắc Tông Trần Dương Tử gã hạ xuống một quân cờ đầu tiên trên một bàn cờ trống trơn. Dựa theo phán đoán của ta đối với phong cách hành sự của các ngươi nhất định sẽ đi cứu. Nhưng dặn dặm xa xôi đi cứu những người đó, hạng người tầm thường đều không có tác dụng. Người đi nhất định phải là cường giả, nhưng một tên sợ là chưa đủ. Như vậy, trong đám người đi tới này, có thể có Tử Huyền hay không đây? Nếu như có, thế thì chiêu gậy ông đập lưng ông này quả là vừa đơn giản lại thuận tiện. Trần Dương Tử nở nụ cười, thật ra gã cũng không quan tâm lắm đối với đám cứu binh. Nếu như trong đó có Tử Huyền tự nhiên là tốt nhất, nếu như không có Tử Huyền, như vậy chính là kế điều hổ ly sơn. Toàn bộ Phong Hải Quận chỉ có hai người là Trịnh Khải Dịch cùng với Du Hầu là tay đánh còn lại. Tất nhiên trong bọn họ sẽ có một người ra ngoài, nói cách khác chưa đủ để cứu diện. Còn có hai cổ khôi lỗi kia, ta cũng đã có phương pháp đối ứng. Trong mắt Trần Dương Tử lộ ra chờ mong, ngẩng đầu nhìn tới phía Phong Hải Quận. Tất nhiên gã sẽ không tùy tiện trực tiếp đi vào trong Phong Hải Quận, mà nhiệm vụ của Thức Hoàng Tử cũng phải hoàn thành. Nhưng đối với gã mà nói, điều này cũng không khó. Vậy là thành đánh viện binh, gậy ông đập lưng ông, điệu hổ ly sơn, ba chiêu này như là hòa tan vào nhất thể. Chuyển động như thế nào, biến hóa như thế nào, gã đều có phương pháp đối ứng, tùy tâm nắm giữ. Mà lúc Trần Dương Tử nhìn tới phía Phong Hải Quận, bên Phong Hải Quận, trên lầu cát trong phủ quận trưởng, Hứa Thành cùng Thất Gia và Diêu Hầu đứng ở đây đó, cũng đang nhìn tới phía đô thành chỗ Thiên Phong Quốc của Thức Hoàng Tử. Hứa Thành, người thấy thế nào? Thất Gia nhàn nhạt mở miệng. Sư tôn, cá mắc câu rồi. Hứa Thành nói khẽ. Thất Gia nghe vậy cười ha ha, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cho nên người đi hay là ta đi? Diêu Hầu nhìn Thất Gia. Người đi đi, ta chờ một chút, nhìn xem chiêu thứ hai của đối phương là gì. Nếu như cùng đi, đối phương sẽ hoài nghi quá mức thuận lợi. Nhớ kỹ, mang theo cả khôi lỗi, chớ chủ quan. Thất Gia nhìn qua Diêu Hầu. Diêu Hầu gật đầu, thật là nguyên lão duy nhất trong cao tầng lúc đầu của Phong Hải Quận. Y hành động tất nhiên tự có chừng mực, vì vậy tiến về phía trước đi ra một bước, trong nháy mắt tiếp theo liền tan biến khỏi lầu cát. Rất nhanh, cùng chủ Phụng Hành Cung cùng Chốc Kiếm Cung, còn có một chút tông chủ các tông lập tức theo Diêu Hầu đi ra ngoài, vạch phá phía chân trời rời đi. Về phần Thất Gia, mấy ngày sau cũng đã nhận được chiêu thứ hai mà lão chờ đợi. Bên trong Phong Hải Quận, rất nhiều tông môn đột nhiên phản loạn. Những tông môn này phân tán trong từng châu, cùng lúc bộc phát, tung ra lời đồn làm loạn bốn phương, rất có dấu hiệu tạo thành vô số đám lửa cháy lan khắp đồng cỏ. Không chỉ như thế, trên biển cấm cũng có không ít dị tộc đột nhiên phát binh, xâm nhập từ rất nhiều đường ven biển của Phong Hải Quận, bao gồm cả mấy châu ở bên trong Ngân Hoàng Châu. Không chỉ như thế, ngoài bến cảng Thất Huyết Đồng ở Nam Hoàng Châu cũng xuất hiện rất nhiều dị tộc biển cấm, càng có cường giả Quy Hư dẫn đại quân tiến đến. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người Phong Hải Quận bàng hoàng,
Chiến loạn giống như thoáng cái sẽ bộc phát ra. Đối mặt với nguy cơ như thế, rất nhiều chấp kiếm giả lập tức được phái ra ngoài. Thất gia càng là lựa chọn đích thân dẫn người đi đến trấn áp. Mà theo lão và Du Hầu lần lượt rời khỏi, khiến cho quận đô nơi đây bỗng nhiên trở nên trống rỗng trước đó chưa từng có. Loại trống rỗng này bị một đôi mắt ẩn giấu ở sau bàn cờ ngóng nhìn. Có chút thuận lợi. Trần Dương Tử hạ xuống con cờ thứ hai, trong mắt lộ ra vẻ trầm ngâm. Sau một lúc lâu, gã hạ xuống con cờ thứ ba. Chương 1700, đưa lễ vật cho Tổng Minh. Mấy ngày sau, theo Du Hầu cùng với thất gia lần lượt rời khỏi, theo công chủ Ba Cung cùng với các tông môn bận rộn trấn áp toàn bộ các quận phản loạn, tin tức về các phương đều được tổng hợp đưa đến. Ví dụ như mức độ phản loạn, ví dụ như tình trạng cùng quyết tâm làm loạn của dị tộc biển cấm, lại ví dụ như nguyên nhân thực sự hơn vạn tu sĩ Phong Hải quận chạy khỏi chiến trường Hắc Thiên tộc, sau đó bị nhốt ở tuyệt địa. Trần tướng chính là do đại diễn đạo cung của Liên minh Bát Tông trước khi tương trợ. Tổng minh của Liên minh Bát Tông cũng không phải là một thân một mình đi tới tìm thất hoàng tử nương tựa, gã còn dẫn theo cả Lăng Vân Kiếm Tông cùng với đại diễn đạo cung cùng nhau rời đi. Sau khi phụ thuộc vào thất hoàng tử, đại diễn đạo cung dựa vào am hiểu đối với trận pháp, được an bài hiệp trợ bố trí trận pháp trên chiến trường tương đối an toàn. Cuối cùng bởi vì không đành lòng đối với tu sĩ Phong Hải quận mắt thấy 500 vạn người tử thương đến trình độ như vậy, đại diễn đạo cung liền âm thầm mở ra quyền hạn trận pháp trong trình độ nhất định cho đám người Khổng Tường Long. Nhờ vậy mới để cho đám người Khổng Tường Long có thể còn sống cùng với chạy ra ngoài. Việc này nguyên bản sẽ không bị người khác tìm kiếm cho kết quả nhanh như vậy, nhưng nhân tâm đại diễn đạo cung phức tạp, trong đó còn có người thương xót Phong Hải quận, nhưng cũng có người một lòng phụ thuộc với thất hoàng tử. Vì vậy xuất phát từ lý niệm riêng cùng với đấu tranh quyền lực nội bộ, cho nên chuyện này đã bị đại diễn đạo cung tự mình truyền ra, mũi nhọn trực chỉ tới tông chủ đại diễn đạo cung. Việc này khiến cho lão tổ đại diễn đạo cung cùng với thất hoàng tử tức giận, hạ lệnh tiêu diệt toàn bộ, chém giết tất cả những người tham dự. Chỉ có tông chủ đại diễn đạo cung bị định nghĩa là đầu sỏ gây nên là không rõ tung tích. Cũng bởi vì vậy việc này mới truyền ra ngoài, khiến cho các phương chú ý. Cũng ngay vào lúc đó, bởi vì Du Hầu cùng thất gia còn có rất nhiều thế lực đều đã phân tán, và thời điểm quận đô của Phong Hải quận tương đối trống rỗng, đã có một người đến đây. Người này là một lão giả, mặc đạo trường bào màu nâu, thần sắc mỏi mệt, càng là một thân bị thương nặng. Trên người ngoại trừ vẻ phong trần mệt mỏi ra, chính là vô cùng cẩn thận và cảnh giác. Sau khi bước vào quận đô, lão lập tức liên hệ với hai người, một người là Tử Huyền, một người là Huyết Liên Tử. Bọn họ không có ra ngoài, mở lại thủ hộ Phong Hải quận. Một cái chớp mắt nhận đến tin tức, thần sắc của Tử Huyền cùng với Huyết Liên Tử đều lập tức biến hóa. Bởi vì bọn họ biết người này chính là tông chủ đại diễn đạo cung bị thất hoàng tử truy sát mấy ngày gần đây, Diễn Diệp Tử tu vi linh tàng đại viên mãn. Nếu như đổi thành những người khác đi đến quận đô của Phong Hải quận vào thời điểm này, muốn gặp mặt Huyết Liên Tử cùng với Tử Huyền sẽ rất khó được tiếp kiến. Dẫu sao lúc này cũng đang là thời kỳ chuẩn bị chiến đấu, thế cục dễ biến đổi. Nhưng mà tông chủ đại diễn đạo cung Diễn Diệp Tử được tính là có ân cứu mạng đối với tu sĩ Phong Hải quận trên chiến trường Hắc Thiên tộc. Thế lực trong tông môn lại bị thất hoàng tử chém giết toàn bộ, tử vong hơn ngàn người, không nói máu chảy thành sông nhưng cũng vô cùng thê thảm. Mà bản thân lão càng là cửu tử nhất sinh, một thân trọng thương mới thoát được ra ngoài. Lão tới đây tìm người nương tựa không thể không gặp, nhất là lão còn nói bí mật trọng đại muốn báo cho bọn họ biết. Vì vậy rất nhanh, bên trong đại điện phủ quận trưởng, Hứa Thành cùng với Huyết Liên Tử còn có đám người Tử Huyền cùng gặp mặt vị tông chủ đại diễn đạo cung này. Thương thế của lão cực kỳ nghiêm trọng, không giống làm giả, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn hơn phân nửa, toàn bộ đều dựa vào tu vi linh tàng mạnh mẽ chống đỡ. Lúc nhìn thấy đám người Hứa Thành, thần sắc của lão có chút hoảng hốt, hiển nhiên là đang nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên trông thấy Hứa Thành. Bái kiến quận trưởng. Sau một lúc lâu, tông chủ đại diễn đạo cung đè xuống cảm khái trong lòng, cung kính chắp tay, nhưng lại chấn động tới thương thế trong người, khiến cho sắc mặt không khỏi càng tái nhợt thêm vài phần. Hứa Thành lập tức vứt tay, một cổ lực lượng nhu hòa tới nâng dậy, gọi người mang ra đan dược, khách khí đặt ở trước mặt vị tông chủ đại diễn đạo cung này. Đa tạ tông chủ tương trợ trên chiến trường Hắc Thiên tộc, chúng ta cũng đã nghe nói tới việc bên đại diễn đạo cung, đây là bảo dược và thiên đan chữa thương của quận đô, hết thảy lấy thương thế của tông chủ làm trọng, có thể trực tiếp phục dụng. Tông chủ đại diễn đạo cung nghe vậy liền cầm lấy, chú ý tới Huyết Liên Tử cùng với Tử Huyền đều đang nhìn mình. Mặc dù ánh mắt không có gì định ý, nhưng lão biết rõ mình đến đây tất nhiên sẽ khiến bọn họ hoài nghi. Vì vậy lão không có chút gì do dự, cũng không nhìn xem đan dược là thật hay giả, một hơi nuốt vào. Huyết Liên Tử nhau mắt lại, Tử Huyền bất động thanh sắc, vẻ mặt Hứa Thanh từ đầu đến cuối cũng đều như thường, nhìn qua tông chủ đại diễn đạo cung ăn đan dược xong, sau đó khoanh chân đả tọa, cũng không tiếp tục mở miệng. Cho đến một nén nhạc sau, tông chủ đại diễn đạo cung mở hai mắt ra, thương thế trong cơ thể đã hòa hoãn một chút, bị lão lần nữa áp chế xuống, sau đó thở ra một hơi thật dài, lần nữa cúi đầu về phía Hứa Thanh, thần sắc hiện ra vẻ thổn thức, càng có một chút áy náy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới nhoáng một cái, ta vẫn còn nhớ rõ lúc quận trưởng lần đầu tiên tới Liên minh Bát Tông. Tông chủ đại diễn đạo cung lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, đại diễn đạo cung ta đi theo lầm người, một bước lầm, dạng bước sai.
Quận trưởng, ta liều chết chạy ra ngoài, đi tới phòng hải quận này, chỉ vì để báo một chút tin tức cho các ngươi biết. Định đoạt như thế nào, các ngươi có thể tự lựa chọn. Một, ta chỉ trấn trường Hắc Thiên tộc. Mặc dù không đành lòng nhìn tu sĩ phong hải quận vô cùng thê thảm, nhưng nếu như kêu ta dùng đệ tử thông môn của mình cùng với sinh tử của bản thân đi mạo hiểm cứu sống bọn họ, ta làm không được. Sở dĩ cứu hơn một dạng người kia là bởi vì ngay lúc đó trận pháp xuất hiện một chút sai lầm, trong quá trình chữa trị liền có một cái cơ hội có thể không bị người khác phát hiện mà hình thành truyền tống, coi như là tra ra cũng không có liên quan gì cùng với ta, cho nên ta đã lựa chọn giúp đỡ. Loại chuyện này người ngoài không thể nào biết được, bên trong đại diễn đạo cung cũng không thể nào phát hiện ra nhanh như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, sau khi hơn một dạng tu sĩ phong hải quận mới được truyền tống không lâu, việc này đã được truyền ra bên trong đại diễn đạo cung. Tiếp theo chính là một trận đồ sát. Một khắc ta liền liều chết chạy ra, liền hiểu rõ đây là một cái bẫy, có người lợi dụng sự mềm lòng của ta bày ra một thế cục, có người muốn để cho những tu sĩ của phong hải quận chạy thoát, tiếp theo lấy họ làm thẻ đánh bạc để cho phong hải quận cần phải đi tới cứu viện, dùng kế gậy ông đập lưng ông cũng là điều hổ ly sơn. Tổng chủ đại diễn đạo cung trầm giọng mở miệng, thần sắc mọi người trong đại điện riêng phần mình khác biệt, lặng ngắt như tờ. Chương 1701, đưa lễ vật cho tổng minh. Người đó chính là tổng minh lúc đầu của liên minh Bát Tông, Trần Dương Tử. Hai mắt của tổng chủ đại diễn đạo cung hiện lên một màu huyết sắc cực kỳ phẫn nộ. Tin tức thứ hai tôi muốn nói cũng có liên quan cùng với người này. Tất cả náo động bên trong phong hải quận, bao gồm cả biển cấm, đều là do Trần Dương Tử bố trí. Ta đã từng chịu đựng trách nhiệm đi với biển cấm cầu thông cùng dị tộc. Tông chủ đại diễn đạo cung cúi đầu xuống, vẻ đắng chát mở miệng. Về phần tin tức thứ ba là về tiền tuyến, đại quân Thiên Lang Dương sắp chiến thắng trở về. Huyết tinh tiên thuật mà Thiên Lang Dương cần đã hoàn toàn bố trí xong, và lại đã triển khai uy thế của tiên pháp, dùng đó phụ trách chiến trường, khiến cho Hắc Thiên tộc liên tiếp bại lui. Bây giờ dưới sự dẫn dắt của Thiên Lang Dương, dựa vào huyết tinh tiên thuật, đại quân đã đuổi tới nội địa của Hắc Linh Vực, rất nhanh sẽ hoàn thành sứ mạng. Đến lúc đó đại quân chiến thắng trở về, chỉ cần một câu của Thức Hoàng Tử, phòng hải quận nhất định sẽ gặp phải nguy cơ lớn. Trong đại điện, ngoại trừ đám người Hứa Thanh, những người khác đều nhao nhao biến sắc. Bọn họ lần đầu tiên nghe được tin tức về chiến trường cụ thể như thế này. Mà lời của tông chủ đại diễn đạo cung còn chưa kết thúc, vẫn đang tiếp tục nói. Còn có tin tức thứ tư cũng có liên quan cùng Trần Dương Tử. Gã nhận được một nhiệm vụ, đó là trước khi Thiên Lang Dương trở về thăm dò hư thực phong hải quận, đồng thời còn có một mục đích càng sâu, đó chính là Tử Huyền Thượng Tiên. Trần Dương Tử muốn bắt sống Tử Huyền Thượng Tiên. Những lời này vang vọng trong đại điện, thần sắc Tử Huyền âm lãnh. Hứa Thanh nheo hai mắt lại. Huyết Liên Tử ngồi ở một bên nhìn qua tông chủ đại diễn đạo cung, chậm rãi mở miệng. Việc này có liên quan gì với Tử Huyền đạo hữu? Tông chủ đại diễn đạo cung chần chừ một chút, sau đó hung hăng nghiến răng, vẫn là nói ra việc mà mình biết. Lúc Trần Dương Tử tìm tới Thúc Hoàng Tử nương tựa, đã từng nói rằng lai lịch của Tử Huyền Thượng Tiên rất đặc thù, phương pháp tu hành không bình thường, nếu như song tu cùng nàng, coi nàng làm lô đỉnh, có thể để cho người song tu đột phá gông cùng xiềng xích cảnh giới. Sau đó Thúc Hoàng Tử liền kêu Trần Dương Tử đi bắt Tử Huyền Thượng Tiên tới, vì vậy liền có một màn này xảy ra. Trong mắt Tử Huyền lóe lên sát cơ, Hứa Thanh không nói gì, nhưng khí tức trong chớp mắt trở lên lạnh như băng. Tiếp theo, toàn bộ mọi người trong đại điện Phong Hải Quận cũng đều bốc lên sát khí, Huyết Liên Tử càng là cười lạnh. Tông chủ đại diễn đạo cung nói xong, thương thế trong cơ thể cũng có chỗ chấn động, hơi thở hỗn hển, lão lần nữa đè xuống, tiếp tục mở miệng. Còn có tin tức thứ năm, lần này... Tông chủ đại diễn đạo cung vừa nói đến đây, bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt của lão chợt trợn lên. Phần bụng lập tức to ra, máu thịt toàn thân trong chốc lát tăng vọt. Trong giây mắt, cả người lão giống như bành trướng, quần áo bị xé rách, hóa thành một quả cầu máu thịt thật lớn, nhìn thấy mà giật mình. Một tiếng kêu rên thê lương thảm thiết truyền ra từ trong miệng của lão, vang vọng đại điện, khiến cho thân xác mọi người biến hóa. Cũng vào lúc này, thân thể như viên thịt của tông chủ đại diễn đạo cung trực tiếp liền tan vỡ, đổ tung. Huyết Liên Tử đi ra đầu tiên, những người khác cũng đều như vậy, riêng phần mình chống cự, đồng thời cũng triển khai tu vi để phòng hộ bát phương. Bên trong âm thanh âm ầm vang vọng, một đạo gợn sóng vô hình tràn ra từ bên trong máu thịt vỡ vụn của tông chủ đại diễn đạo cung. Gợn sóng này rất mau lẹ, bao trùm đại điện, bao vây toàn bộ quận đô, từ trên xuống dưới lan tràn khắp toàn bộ. Nó không có lực sát thương gì, mà giống như là một loại dò xét cực kỳ nghiêm mật và kỹ càng hơn. Sau khi dò xét, tất cả máu thịt bên trong đại điện nhanh chóng bay lên trên không, hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái vòng xoáy máu thịt thật lớn. Từ bên trong vòng xoáy bỗng bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Hết thảy nói ra dài dòng, nhưng trên thực tế thì lúc tông chủ đại diễn đạo cung hóa thành viên thịt và nổ tung, cho đến khi vòng xoáy hình thành, tất cả đều phát sinh với tốc độ ánh sáng. Cùng lúc đó, bên trong đô thành ở Thiên Phong Quốc, cách nơi này cực kỳ xa xôi, trong chỗ đó có vô số bố trí của mình. Tổng binh nhìn chằm chằm vào bàn cờ, trên mặt lộ ra một nụ cười.
Hóa ra bây giờ bên trong Phong Hải Quận thực sự không có Quy Hương Đệ Tứ Giai nữa. Bên trên bàn cờ trước mắt gã tràn ngập máu thịt, tạo thành vòng xoáy, mà chỗ sâu trong vòng xoáy này chính là chiếu ra một màn trong đại điện của Phong Hải Quận. Nụ cười của Tổng Minh càng tăng lên. Hết thảy đều nằm trong kế hoạch của gã. Từ đầu tới đuôi, gã đều nắm quyền trong lòng, từng bước một hình thành loại cục diện nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế thì cũng nên đi thu hoạch thành quả rồi. Tổng Minh thong dong giơ tay lên, vươn vào bên trong vòng xoáy máu thịt trên bàn cờ trước mặt, bắt lấy về phía đại điện Phong Hải Quận trong đó. Cùng lúc đó, trong đại điện Phong Hải Quận, vào lúc trong lòng mọi người đang dâng lên cơn sóng, cổ khí tức bên trong vòng xoáy máu thịt kia đột nhiên tăng vọt. Bên trong vòng xoáy chợt duỗi ra một cái đại thủ lượn lờ hỏa diễm màu đen. Đại thủ này không phải cánh tay người, mà là càng giống như là móng vuốt của loài chim, đó là móng vuốt của Kim U. Nhưng mà bất luận là khí thế hay là uy năng cũng đều vượt xa hư thanh. Giờ phút này sau khi xuất hiện, móng vuốt mang theo vô tận uy áp, mang theo chấn động đáng sợ, chụp về phía Tử Huyền trong đám người. Càng có khí tức Quy Hư Đệ Tam Giai đại thành tràn ra từ bên trong móng vuốt, trấn áp bát phương, khí thế hủy thiên diệt địa. Lực lượng bài sơn đạo hải giống như nghiền nát tất cả quét ngang. Huyết Liên Tử phun ra máu tươi, những người khác cũng đều như vậy, tất cả đều không cách nào chống cự đối với lực lượng của Quy Hư Đệ Tam Giai đại thành. Tử Huyền bên đó cũng giống như thế. Pháp bảo cấm kỵ ở Phong Hải Quận đang chớp động, thành cầm trên bầu trời cũng đang gào thét. Thế nhưng cơn sóng liên tục khuếch tán đúng là vẫn còn một chút tác dụng, khiến cho hết thảy đều có hơi chậm một chút. Mặt thấy đại thủ kia sắp bắt được Tử Huyền, bốn phía quanh hư thành bỗng nhiên bộc phát lực lượng vũ khí của Phong Hải Quận, bốn phương đổ vang hóa giải uy áp, đứng lên từ trên ghế ngồi. Sau đó hư thanh bình tĩnh giơ tay phải lên, ném một viên cầu về phía vòng xoáy máu thịt mà móng vuốt Kim Ô vươn ra, rơi vào bên trong. Viên cầu này có một cái tên, gọi là Trung Viên Tử, cũng có người gọi nó là phiên bản thu nhỏ của Thượng Quan Chi Dương. Chương 1702, Hư Thanh, người thật ác. Mặc dù lực bộc phát của Trung Viên Tử bản gốc cũng không yếu, nhưng cuối cùng thì cường độ vẫn còn tồn tại hạn mức cao nhất, mà sau khi sáp nhập cùng một tia thần hỏa tự đốt cháy toàn thân của thần tử ở Tế Nguyệt Đại Vực, nó liền xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Biến hóa này đến từ bản chất bên trong của Trung Viên Tử, giống như là tấn cấp, khiến cho nó từ trên trình độ nhất định phù hợp với đặc tính của Thượng Quan Chi Dương. Kể từ đó, uy lực của nó là cực kỳ khủng bố. Một khắc bị Hư Thanh ném ra, nó bỏ qua hết thảy trở ngại của vòng xoáy máu thịt, bỏ qua uy áp đến từ cánh tay Kim U, trực tiếp liền phá vỡ tất cả, tiến vào trong vòng xoáy, xuất hiện ở trên bàn cờ của Trần Dương Tử trong đô thành Thiên Phong Quốc, chuyển động vài vòng ở bên trên, tràn ra ánh sáng màu trắng. Từ bên trong càng dâng lên một cỗ khí tức kinh khủng. Trần Dương Tử nguyên bản nội tâm nắm chắc thắng lợi trong tay, vẻ mặt càng là vô cùng ung dung. Sau khi tất cả kế hoạch của gã đều hoàn thành thuận lợi, gã liền cảm thấy vô cùng nắm chắc đối với một lần bắt người này. Nhưng nháy mắt khi nhìn thấy Trung Viên Tử, cảm thụ khí tức trong đó, con người của gã lập tức co rút lại, tâm thần trực tiếp như có thiên lôi nổ vang. Gã không biết đây là cái gì, nhưng nguy cơ sinh tử mãnh liệt đến cực hạn, khiến cho lông tóc khắp cả người gã bùng nổ. Nguy hiểm đến cực hạn. Cái loại cảm giác mà mỗi một tấc máu thịt, mỗi một khối xương cốt trên người đều đang không ngừng run rẩy, truyền tới cảm giác vô cùng nguy hiểm như thế, khiến cho tâm thần của Trần Dương Tử hoàn toàn cuộn trào, cảm giác tử vong ngập trời ập đến. Cả biết mình không có đủ thời gian phản kháng, cũng không cách nào đối kháng, giờ phút này đường sống duy nhất chỉ có bàn cờ. Vì vậy trong một cái chớp mắt, đạo ánh sáng màu trắng bộc phát, gã trực tiếp cắt đứt cánh tay vươn vào trong vòng xoáy của mình. Hơi thở tiếp theo, biển ánh sáng màu trắng mang theo y thế hủy diệt thiên địa chợt tản ra từ trên Trung Viên Tử, trong chớp mắt liền bao trùm gian phòng Trần Dương Tử. Hết thảy mọi thứ trong gian phòng, bao gồm kiến trúc, bao gồm chỗ ngồi, bao gồm bàn cờ, cũng bao gồm cả thân thể Trần Dương Tử và thứ các này, tất cả đều tan thành mây khói, bị một cỗ sóng nhiệt làm cho bốc hơi, hóa thành hư ảo. Mà sự bộc phát của bạch quang mới chỉ là mới bắt đầu. Biển ánh sáng bao trùm chỗ của Trần Dương Tử, sau đó nhanh chóng khuếch tán về bát phương, chốc lát liền bao trùm kiến trúc gần đó, bao trùm thiên địa bốn phía. Kiến trúc sụp đổ, bị đốt cháy thành bụi bặm, bầu trời đỏ thẫm. Thần biển ánh sáng xuất hiện, sóng nhiệt cùng gió bốc lên, hủy diệt toàn bộ. Từ xa nhìn lại, một khu vực xuất hiện biển ánh sáng như vậy liền tạo thành một hình nửa vòng tròn úp thật lớn. Hết thảy tồn tại trong đó, tất cả đều trở thành tro bụi. Mà hào quang của hình nửa vòng tròn này vẫn còn đang cấp tốc khuếch tán. Bên trong đô thành ở Thiên Phong Quốc cũng không có phạm tục, bọn họ đã sớm rời khỏi nơi này cùng với người ban đầu của Thiên Phong Quốc. Bây giờ tồn tại ở bên trong đô thành đều là thủ hạ dưới trướng của Thức Hoàng Tử cùng với thế lực phụ thuộc tới từ Bắc Phương, và đô thành cũng được xưng là hoàng đô của Thiên Phong Quốc. Những người trong đó không thiếu cường giả, quy hư không ít, linh tàng càng nhiều hơn nữa. Bọn họ hoặc là tử trung với Thức Hoàng Tử, hoặc là chính là thuần thục tới tìm nơi nương tựa, thuộc về thành viên đồng cốt để Thức Hoàng Tử kiến lập khai thổ ở mảnh đại vực này. Đối với Thức Hoàng Tử mà nói, mỗi một phương đều có giá trị tồn tại, càng là cơ sở để gã triển khai kế hoạch lớn trong tương lai. Cho nên tất cả đều không bị Thức Hoàng Tử đưa đi tuyên tiến, mở lại bên trong đô thành để được an toàn. Nhưng mà trước mắt, dưới màn hào quang bộc phát, sự kinh khủng lộ ra trong đó lập tức liền đưa tới toàn bộ chúng tu sĩ bên trong đô thành hoảng sợ. Cảm giác hãi hùng khiếp vía, cảm giác nguy hiểm tử vong ập đến, khiến cho thần sắc của tất cả mọi người đều tại biến. Mà giờ phút này bên trong hoàng cung,
Thất hoàng tử đang triệu tập một đám người để trao đổi về việc làm thế nào trù bị vật tư cần thiết cho chiến trường ngoài tuyên tiến. Trong đó có một người đến từ Phong Hải quận. Lúc này lời của gã đang vang vọng bên trong đại điện. Ta cho rằng những vật tư cần thiết cho tuyên tuyến bên phía Phong Hải quận hoàn toàn có thể cung cấp. Dẫu sao, không đợi lời của gã nói xong, khí tức kinh khủng bộc phát đến từ chỗ của Trần Dương Tử trực tiếp khiến cho bầu trời trở nên cực sáng, thế giới hóa thành hư vô. Bầu trời chấn động, một mảnh màu đỏ, đại địa cũng bị tác động, địa chấn rung mạnh. Thần sắc của tất cả mọi người trong đại điện đều đại biến, sóng nhiệt đập thẳng vào mặt, khiến cho tóc của bọn họ cũng bắt đầu thiêu đốt. Thất hoàng tử càng là theo bản năng đứng lên, ngóng nhìn về nơi xa xăm, trên mặt hiện ra ý hoảng sợ. Bên trong con người của gã phản chiếu rõ ràng một màn hào quang hình nửa vòng tròn đang không ngừng mở rộng. Thự quang di dương, Nhất hoàng tử nghẹn ngào hô lên. Trường hào kiếp này vẫn còn tiếp tục, biển ánh sáng với sóng nhiệt bộc phát ngập trời, cuộn trào vô tận về bốn phía, bao trùm qua hơn phân nửa thành khu, cho đến khi bao trùm trọn cả đô thành vào bên trong, sau đó lại khuếch tán ra một phạm vi lớn. Pháp bảo cấm kỵ đến từ Thiên Phong quốc được kích phát, ý đồ chống cự, thế nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, chỉ trong thời gian mấy cái hô hấp liền tan nát. Vô số tu sĩ muốn chạy trốn, nhưng mặc kệ thân thể của bọn họ đang ở giữa không trung hay trên vùng đất, ở bất cứ khu vực nào đều không thể chạy thoát. Biển ánh sáng chiếu qua khiến cho vô số tu sĩ trực tiếp biến thành tro bụi, sóng nhiệt khuếch tán càng là thôn phệ hết tất cả. Tiếng kêu rên thê lương khiến cho hoàng đô của Thiên Phong quốc đã trở thành địa ngục nhân gian. Cho đến một nén nhạc sau, tia sáng ở nơi đây mới tản dần ra, sóng nhiệt dư thừa cùng với mùi thịt nướng tràn ngập nơi đây. Thả mắt nhìn đi, hoàng đô của Thiên Phong quốc đã không còn tồn tại, chỉ có một mảnh đất khô cằn, không có bất kỳ kiến trúc, cũng không có bất kỳ cổ hài cốt nào, hết thảy tất cả đều đã trở thành bụi bặm. Vào ngày hôm nay, hoàng đô của Thiên Phong quốc vốn đang sừng sững ở trên vùng đất này vô số năm, nhưng bây giờ đã bị xóa đi. Chương 1703, Hứa Thành, người thực ác. Chỉ có chưa tới 1000 người còn sống sót bên trong trường hảo kiếp này. Dĩ nhiên thất hoàng tử cũng ở trong đó, nhưng bất kỳ một người nào trong bọn họ đều chật vật đến cực hạn, trên người đều có thương thế riêng. Giờ phút này thất hoàng tử đứng ở phương xa nhìn qua hết thảy, tóc tai bù xù, không có nửa điểm thong dong như trước kia. Thân thể của gã run rẩy, trong mắt đỏ thẫm, toàn bộ cảm xúc đã hóa thành điên cuồng. Giờ phút này phong độ của gã, niềm kiêu ngạo của gã, sự ngạo nghễ của gã, toàn bộ đều tan vỡ. À, là ai làm, là ai ném một quả thử quang chi dương tới đây? Thất hoàng tử kêu trên thiên lương, trong mắt là vô số tơ máu. Gã thất thố không cách nào trấn định, cho dù là tới bây giờ, gã cũng không thể nào tiếp nhận được những thứ mình đang nhìn thấy trước mắt, không cách nào tiếp nhận hết thảy sự việc vừa trải qua. Càng là không thể tiếp thu hoàng đô một khắc trước vẫn còn thực ổn, giờ khắc này đã hóa thành phế tích. Nhất là khi nghĩ đến gần 100 vạn thủ hạ trung thành và tận tâm, chỉ cần mình nói một câu có thể để cho bọn họ đi sang bằng hết thảy. Còn có những thành viên đồng cốt đã lựa chọn ra từ trong những thế lực cùng tông môn và tộc đàn khắp nơi tới tìm mình nương tựa. Bất kỳ một người nào đều là tài phú của gã, đều là sự chuẩn bị của gã, nhưng hôm nay hết thảy đều không còn tồn tại. Chuẩn bị nhiều năm qua là của gã đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Nội tâm của thất hoàng tử đau nhức kịch liệt, sắc mặt gã trắng bệch, một ngụm máu tươi trào lên từ trong cơ thể phun ra khỏi miệng, thân thể không ngừng run rẩy, trên trán khua lên cơn xanh, ngửa mặt trên trời phát ra tiếng kêu thê lương, đau nhức sâu tận xương tủy, đau đớn tới tận linh hồn. Gã không cách nào tưởng tượng, cũng không cách nào hiểu được vì sao lại như vậy, tại sao lại có một quả thực quang chi dương bạo phát ở chỗ của mình, phá hủy toàn bộ mọi thứ của gã. Tim của gã càng là đập nhanh vô cùng, gã sợ hãi hoảng hốt, vừa nãy gã chỉ xém chút nữa đã vẫn lạc. Thân là hoàng tử, nhất là hoàng tử chiếm cứ một đại vực, tương lai bừng sáng, cho tới tận bây giờ gã chưa hề suy nghĩ tới việc tử vong, nhưng hôm nay tử vong lại cách gã gần đến như thế. Nếu như không phải Thiên Lang Vương để lại cho gã một chút thủ đoạn, có lẽ gã đã không nhìn thấy mặt trời ngày mai nữa rồi. Mà trong khi thất hoàng tử đang run rẩy thê lương, thủ hạ điều tra về việc liên quan đến việc này đã tra ra kết quả. Chỉ thấy một thân ảnh bay ra từ trong vùng đất bụi bặm khô cằn phía trước, đi đến trước mặt thất hoàng tử, sau đó lập tức quỳ bái xuống, khóe miệng mang theo máu tươi, trầm thấp mở miệng: "Điện hạ, ta đã tra ra một chút nguyên do." Thất hoàng tử chợt quay đầu nhìn kỹ người trước mặt, hô hấp dồn dập, đi lên đưa tay túm lấy, cực kỳ phẫn nộ nói: "Đầu nguồn thử quang chi dương bộc phát đến từ chỗ của Trần Dương Tử." Người tới thấp giọng mở miệng: "Mà Trần Dương Tử đang thi hành nhiệm vụ điện hạ bài về Phong Hải quận, khả năng đây là trả thù tới từ Phong Hải quận." Người này cũng không dám nói tiếp nữa rồi, lấy tu vi của Trần Dương Tử, coi như là tự bạo cũng không thể nào thể hiện ra uy lực của thượng quan chi dương, cho nên nghĩ tới cái nhiệm vụ mà gã chấp hành cũng không khó để đoán ra đầu nguồn. Nhưng mà cái suy đoán này khiến cho gã hoảng sợ, cũng làm cho toàn bộ gần ngàn người còn sống sót ở bốn phía hoảng loạn. Tay của thất hoàng tử rung lên, nội tâm không cách nào khống chế cuộn trào mãnh liệt, mạnh mẽ nhìn về phía Phong Hải quận. Trong mắt sát cơ ngập trời, nếu như ánh mắt có thể giết người, có thể hóa thành thượng quan chi dương, như vậy giờ phút này dưới ánh mắt của gã, Phong Hải quận nhất định không còn tồn tại. Nhưng đáng tiếc gã không làm được.
Phòng hải quận có thể chế tạo thượng quan chi dương, mặc dù uy lực không cách nào so sánh cùng với thượng quan chi dương chân chính, nhưng cũng tương tự kinh thiên động địa. Cái này chính là nguyên nhân khiến cho đốc quân và cả vạn quân sĩ mất liên lạc ở phong hải quận. Thất hoàng tử thì thào trong đáy lòng, cả muốn khôi phục lại vẻ thong dong, khôi phục lại sự bình tĩnh, muốn đè xuống đau đớn trong nội tâm, nhưng thân thể run rẩy cùng với cơn sợ hãi che giấu chỗ sâu trong mắt đã mơ hồ lộ ra nội tâm của gã. Gã sợ rồi, ta chỉ là muốn Trần Dương Tử bắt Tử Huyền tới làm nô lĩnh, thăm dò phong hải quận một chút mà thôi. Vậy mà phong hải quận lại ném cả một quả thượng quan chi dương tới chỗ của ta. Hữu Thanh, nhất định là hắn hạ lệnh, đây là hắn đang cảnh cáo ta, chớ chọc hắn, cũng đừng nghĩ động tới nữ nhân của hắn. Hữu Thanh, người thật độc ác. Thất hoàng tử nghĩ tới đây, lần nữa phun ra máu tươi, khó khăn thu hồi ánh mắt, ngơ ngác nhìn về mảnh đất khô cằn phía trước, cuối cùng hung hăng nghiến răng. Chúng ta rời khỏi đây, tìm chỗ ẩn nấp, đợi cứu phụ ta trở về. Thất hoàng tử nghẹn khuất trong lòng, nhưng càng nhiều hơn là tim đập nhanh cùng sợ hãi. Gã sợ sẽ lại có một quả thượng quan chi dương nữa được ném tới, trước khi Thiên Lang Vương chưa trở về. Gã không muốn trêu chọc phong hải quận nữa, cũng không dám trêu chọc. Gã cảm thấy một đám kia đều là lũ điên, mà lũ điên nắm giữ thượng quan chi dương thì rất đáng sợ. Cùng lúc đó, một các hoàng đô của Thiên Phong quốc lại bị xóa đi dưới sự bộc phát của Trung Viên tử. Trong đại điện quận đô phong hải quận cách nơi này rất xa, vòng xoáy máu thịt ầm ầm tan vỡ. Cánh tay kim ô do Trần Dương Tử duỗi ra cũng rơi xuống trên mặt đất, nhanh chóng nhúc nhích, sau đó hóa thành thân thể Trần Dương Tử vô cùng suy yếu. Sau khi tu vi đạt đến trình độ nhất định, chỉ cần không phải toàn bộ thân hình diệt vong, như vậy tái sinh cũng không phải là chuyện gì khó khăn, nhưng mà đại giới rất lớn. Mà lựa chọn lúc trước của Trần Dương Tử là đường sống duy nhất của gã, chỉ có chặt đứt cánh tay, mượn nhờ cánh tay để tái sinh mới cứu được gã trong tình thế hoặc phải chết đó. Giờ phút này theo cánh tay đứt hóa thành thân hình, Trần Dương Tử trượt lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, thần sắc mang theo ngưng trọng. Trong mắt cất giấu hoảng sợ, mạnh mẽ nhìn về phía phòng xoáy máu thịt tan vỡ, lại theo bản năng nhìn về phía Hư Thanh. Ngươi, thứ ngươi vừa mới ném vào trong là cái gì? Chương 1704, Cửu Gia Gia kinh nghiệm phong phú. Đối mặt với câu hỏi của tổng minh Trần Dương Tử, nguyên bản Hư Thanh không muốn nhiều lời, nhưng đưa mắt nhìn sắc mặt xanh bét của Tử Huyền, cùng với nhớ tới những bố trí lúc trước của tổng minh, còn có vẻ mặt của tu sĩ phong hải quận bốn phía, vì vậy hắn liền nhàn nhạt mở miệng. Một quả thượng quan chi dương. Lời này vừa truyền ra, thần sắc của toàn bộ mọi người bên trong đại điện quận trưởng đều lập tức đại biến. Huyết Liên Tử cũng được, Tử Huyền cũng thấy, còn cả những tu sĩ khác lưu lại bảo vệ phong hải quận, tất cả nham nhao hít sâu, trên mặt đều hiện lên vẻ không thể tưởng tượng nổi. Thượng quan chi dương, cái này. Âm thanh xôn xao nghẹn ngào đồng thời truyền từ trong miệng mọi người, mà tiếng kêu hoảng sợ chói tai đến từ Trần Dương Tử càng là vượt qua hết thảy, vang vọng trong đại điện. Thượng quan chi dương, ngươi! Toàn thân Trần Dương Tử chấn động kịch liệt. Đầu tiên gã không tin, nhưng bản thể bị hủy diệt cùng với biển ánh sáng và nhiệt độ kinh khủng truyền tới trong cảnh tượng cuối cùng khiến cho gã không cách nào tự lừa gạt mình. Nhưng vừa nghĩ tới nơi bản thể của mình chính là hoàng đồ của Thức Hoàng Tử, nghĩ tới trong đó có gần trăm vạn thủ hạ trung thành của Thức Hoàng Tử cùng với người các tông trong đại vực đến tìm nơi nương tựa, nghĩ đến đó là thành viên đồng cốt để Thức Hoàng Tử khai phủ, nghĩ đến đó là toàn bộ trù bị của Thức Hoàng Tử trong mấy năm gần đây, thân thể của Trần Dương Tử không cách nào khống chế mà run rẩy, nội tâm hoảng sợ mãnh liệt, toàn thân trên dưới nổi hết da gà. Gã có thể tưởng tượng quả thượng quan chi dương kia bạo phát nhất định bao trùm toàn bộ hoàng đô, lực sát thương của nó khẳng định cũng là kinh khủng tột cùng. Máy thảy đầu nguồn của việc này tuy là từ phong hải quận, nhưng bản thân gã mở ra vòng xoáy máu thịt đã trở thành đồng lõa. Thậm chí nếu như có người nói gã thực sự là đồng lõa, vì hoàn thành sứ mạng vĩ đại này đã chịu nhục giả vờ tìm đến nơi đương tự Thất Hoàng Tử, nhất định sẽ có không ít người tin tưởng. Hết thảy những thứ ấy khiến cho gã không cách nào có chỗ đứng trong dân tộc, cơn giận đến từ Thiên Lang Vương nhất định sẽ xé rách thần hồn của gã. Mà quan trọng nhất, nếu như Thất Hoàng Tử vẫn lạc, làm sao ngươi dám? Tại sao các ngươi có được thượng quan chi dương? Trần Dương Tử hét lên một tiếng, gã đúng là đã thất thố, vẻ mặt không cách nào tin nhìn Hư Thanh, cơn sợ hãi như bài sơn đảo hải nổ vang trong cơ thể gã. Gã phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lão đảo lùi lại, đắng chát trong nội tâm giống như thủy triều bao phủ khắp thân thể gã. Gã uy khuất, nghẹn khuất, bất đắc dĩ. Hết thảy kế hoạch của gã đều đã thành công, toàn bộ đều rất thuận lợi, nhưng kiểu gì gã cũng không thể nghĩ đến kết cục cuối cùng lại như thế này. Chỉ là một lần dò xét, người thế mà lại ném ra một quả thượng quan chi dương. Trần Dương Tử lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng của gã vẫn còn một câu không nói nên lời. Thật ra gã đã rất muốn nói, Hữu Thành, người đã có thượng quan chi dương, người lấy ra cho ta nhìn qua không phải là được rồi sao? Để cho Thức Hoàng Tử nhìn một cái không phải là được rồi? Sau khi nhìn thấy, ai còn dám đến chọc giận các ngươi chứ? Cần gì phải như vậy? Cái ý nghĩ này làm cho đáy lòng của gã càng thêm đắng chát. Dưới tình huống bản thể tan vỡ, một thân tu vi của gã cũng đã sụt giảm rất nhiều, trực tiếp rớt khỏi cảnh giới quy hư tam giai, thậm chí ngay cả quy hư nhị giai cũng đều bất ổn, khí tức trên người hỗn loạn, nằm ở giữa quy hư nhất giai và nhị giai.
và lại nhìn bộ dạng đó, sợ là trạng thái này cũng rất khó duy trì quá lâu. Cho nên gã không chần chờ chút nào, giờ phút này chợt rút lui, muốn liều mạng chạy ra khỏi nơi đây. Cho dù bây giờ gã vẫn còn sức để ra tay, nhưng một là tu vi gã xuống, hai là sự tàn nhẫn của Hứa Thanh khiến cho gã thực sự vô cùng sợ hãi. Sợ hãi đến từ bên trong bản chất, đến từ linh hồn. Gã lo Hứa Thanh vẫn còn thượng quan chi dương, càng lo Thanh Cầm đang trên bầu trời cùng với pháp bảo cấm kỵ của Phong Hải Quận. Sau khi mất đi trạng thái tu vi toàn thịnh, gã biết hôm nay chính là thời khắc nguy cấp nhất trong đời này của mình. Nháy mắt khi gã lui về phía sau, Huyết Linh Tử chợt lao ra, Tử Huyền cũng cất bước đi đến. Thanh Cầm trên bầu trời cũng truyền đến một tiếng giác. Một cổ khí cơ cường hãn từ trên trời ập đến, khóa chặt Trần Dương Tử, đồng thời Thanh Cầm cũng đang nhanh chóng bay xuống. Trong thời gian ngắn, Thanh Cầm đã xuất hiện ở đại điện, uy áp đến từ đó bao phủ bát phương, tiếng kêu ngập trời. Mắt thấy như vậy, Trần Dương Tử chỉ có thể đè xuống sợ hãi trong nội tâm, thần sắc vặn vẹo, phát ra tiếng gào thê lương. Hứa Thanh, hơn một dạng người Phong Hải Quận chạy ra từ trên chiến trường, là ta an bài cho bọn họ sống sót. Trên thân của mỗi một người bọn họ đều bị ta lưu lại ân ký linh hồn, ta mà chết, bọn họ cũng sẽ ngay lập tức hình thần câu diệt. Cho dù các người có thể hóa giải, nhưng cũng cần có thời gian. Mà nếu nhiều phong ấn ta, ta nhất định sẽ tự bạo thần hồn, vào lúc hồn diệt kéo theo bọn họ trôn cùng. Thả ta rời khỏi, như vậy các người cũng có thời gian đi giải ân ký, dùng một mạng sống của ta đổi lấy mạng sống của hơn dạng chiến sĩ Phong Hải Quận. Cuộc mua bán này các người có lợi nhất. Trần Dương Tử qua đúng là người cực kỳ cẩn thận, càng là có tâm ký không hề tầm thường. Cho dù đến trình độ này, gã cũng đều có chuẩn bị ở phía sau. Hiện giờ lời ấy vừa thốt ra, đám người Huyết Liên Tử cũng không khỏi dừng lại. Coi như là Thanh Cầm cũng không có nắm chắc sau khi giết chết Trần Dương Tử thì vẫn còn có thể cởi bỏ ân ký linh hồn hay không. Nó chỉ là một con chim to xác, việc giải ân ký không phải thứ nó am hiểu. Cục diện dường như xuất hiện một chút giằng co và lưỡng lự. Hết tập 202. Cảm ơn đạo hữu đã lắng nghe.